Chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Merida RSX, một mẫu xe địa hình được trang bị bộ chuyển động Shimano DOG, túi đĩa trục rỗng, bánh là 26 inch, lớp sơn nguyên bản. Xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ phần khung của chiếc xe khung nhôm lớp sơn nguyên bản, xe còn khá là mới. Trang bị bộ vành Shimano, layer Shimano vành 26 inch. Đồ đề và đặt đĩa là full bộ Shimano DOG, trục rỗng, chân bay lái, cũng được trang bị một bộ tay bấm của Shimano DOG, phanh dầu Shimano, máy ô Shimano. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đổ đến 1m74-75 đi là phù hợp. DG 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Một chuyển động của chiếc xe thì vô cùng là mượt mà. Chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Với mức giá 8.800.000, các bác đã được trang bị một bộ chuyển động gọi là cao cấp của dòng Shimano là Shimano DOG và full tất tần tật đồ Shimano. Đây là một chiếc xe rất là ngon trong cái tầm giá mà 8.800.000 bọn em đưa ra, bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.